Ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014. Các bị can bị truy tố xét xử gồm Phan Mạnh Cường, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyên trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, vi phạm các tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 2 điều 179 khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Mã Văn Huy, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Hai bị cáo, Nông Quốc Tiến, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch xây dựng, Nguyễn Vũ Huy, nguyên nhân viên phòng quản lý quy hoạch xây dựng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh vi phạm về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đối với tài sản nhà nước, vi phạm khoản 2 điều 179 Bộ luật hình sự hành vi phạm tội của các bị cáo trên xảy ra trong quá trình triển khai xây dựng khu công nghiệp Điểm Thụy, phần diện tích 180 ha năm 2017.